Chào mừng các bạn đã quay trở lại với top những pha xử lý hay nhất. Mình là Annie và hãy cùng mình điểm lại những highlight của tuần thi đấu đầu tiên trong khuôn khổ giải đấu WCS 2022 nhé. Dù áo Latina có đổi màu nhưng phong cách chơi thì vẫn thế, để giống nước cho đối thủ, nhưng Latina đã xử lý khôn khéo để bọc đầu ba thành viên của Cerberus Esports, mang về triple kill và đổi lại những gì đã mất. Mất khỏi bản đồ rồi, một mũi tên tung ra để giữ chân khả năng đối phương không được thành công cho lắm, nhưng lại thêm một viên tiêu chính xác từ Đạt. Đạt đang bị chữa sát thương và ta nằm xuống. Với một tác thủ khác xuất hiện từ phía sau mang tên Latina double kill dành cho con Zen của Latina, và đây sẽ là triple kill dành cho anh ta. Akali trong tay Taku cũng đã có một màn thể hiện khéo léo khi áp lực được ba thành viên của SBTC Esports thu về double kill mà vẫn sống sót với chỉ một chấm máu. Đây rồi. Chưa lại được hết mà cái lập tức phải lên bảng điểm số siêu bạo thả ra tắt máu đến từ Fly rồi. Nhưng ta đã cố quay lại và ngay lập tức là một tình huống chém gió lên bảng điểm số. Ngược lại thì sao, thì bà tốc biến thì vẫn đang thoát đi được và Taku cũng đang cố gắng để truy đuổi. Anh ta có chuẩn bị đó là double kill, nhưng ngay lập tức là một tình huống vẫn đang cỏ quay với cái chấn tử pha lê. Đang có đủ lượng giáp để chống chịu trước sức sát thương của con cá sấu trong tay T3. Chiến thần solo kill Toxic Way đã có tình huống phòng ngự trụ đầy dũng mãnh, một chiếc vai và vẫn mang về double kill. Ta lại đứng ở một vị trí hớ hên như vậy biến về, nhưng tìm được quá chủ quan trong pha xử lý của mình. Tình huống vừa rồi là một tình huống mà AS họ đã thiếu người, họ chỉ có 4 người cũng được giữa mà thôi, nhưng Toxic Way đang thể hiện khả năng solo kill của mình. Đây không còn là solo kill nữa, đây sẽ là một cân hài và thậm chí là tốc biến lên né thì con cá vừa rồi. Lee Sin trong tay Jisoo có lẽ là Lee Sin ấn tượng nhất của mùa giải, nhưng lại vô cùng ám ảnh với MDH Esports khi Jisoo bay nhảy đến khó chịu cho đội hình của họ và thu về 4 điểm bạo gục. Đó là Akali của lập xuống ngăn chặn bước tiến của Breton trong tay Shai, kiệt sức vào người cũng Akali trong tay của lập xuống quay ngược trở lại đá, hạ cục được godlike cho Jisoo và con quái vật Lee Sin vẫn sẽ chưa dừng lại. Double kill dành cho bên phía của TNT Jisoo, đó là cút đất kill, một kill không hoặc là kêu là đây chắc chắn sẽ có mặt thôi. Tôi không thấy một kỳ lý do gì ta phải dừng lại ở đây cả. Quát ra kêu ngay lập tức sẽ có và nghệ sĩ thực phẩm gì sơ thôi đã. Với một thanh máu không đủ đầy nhưng sự tự tin thì có thừa, đấng Yasuo khiến fan hâm mộ một lần nữa phải thốt lên từ Surf khi chứng kiến bản cân 4 tài tình của July đem về pha quét sạch dành cho SBTC Esports. Triple kill dành cho Gordy còn một mình Kiro. Không, bên cạnh đó là cả July nữa. July hất văng được một người, July ulti lao vào, July có double kill. July tiếp tục lướt, tiếp tục múa với con bài Yasuo và có một tiếng hót 2. July vẫn đang thi đấu quá hay quá, đã kill dành cho July.